tầm ảnh hưởng không phải dạng vừa của Triệu Lệ Dĩnh. Không phải ngẫu nhiên, Triệu Lệ Dĩnh có thể trở thành một trong những ngôi sao được mến mộ nhất hàng đầu đại lục, ngoài một loạt những siêu phẩm kinh điển như Hoa Thiên Cốt, Minh Lan Truyện, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, nhiều bộ phim khác mà nữ diễn viên tham gia, cũng đã đem về lượt xem kỷ lục khủng, và những bản nhạc phim thuộc những tác phẩm với sự góp mặt của Triệu Lệ Dĩnh, cũng đều dễ dàng thành công thu về hàng loạt thành tích đáng nể. Tâm Chi Hỏa, nhạc phim của bộ phim Hoa Thiên Cốt do Triệu Lệ Dĩnh và Hoắc Kiến Hoa đóng chính, hiện đang là âm thanh hot top một đu dinh suốt một tuần qua, với hơn 2,4 triệu lượt dùng. Nhiều khán giả còn đùa rằng, Hoa Thiên Cốt quả nhiên là phim đại bạo 10 năm nay, không có đối thủ của Triệu Lệ Dĩnh, cứ đến dịp là lại hot trở lại. Bài hát chủ đề biết chăng, phải là Hồng Phai Xanh Thắm, của bộ phim Minh Lan Truyện do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính mới đây, đã được biểu diễn tại lễ bế mạc Liên Hoan Thơ Ca Trung Quốc lần thứ 7. Tầm ảnh hưởng văn hóa của bộ phim Đại Bạo Minh Lan Truyện vẫn không ngừng được nối dài, vừa được khán giả yêu thích, vừa được người trong nghề tán thưởng công nhận. Đến ngày 27 tháng 7 vừa qua, CCTV đã sử dụng bài hát Bích Thương Chiến Ca, nhạc phim Giữ Phượng Hành, để tôn vinh khoảnh khắc giành huy chương vàng đầu tiên của Trung Quốc trong Thế vận hội Olympic Paris 2024. Đồng thời, lễ hội bắn pháo hoa ở Giang Tây cũng sử dụng Bích Thương Chiến Ca và hình ảnh Phượng Hoàng để biểu diễn. Tiếng kèn Sona kết hợp cùng pháo hoa rực rỡ, đem lại bầu không khí đầy hào hùng tráng lệ. Tất cả những thành tích trên cho thấy, các dự án có sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh, vừa có chất lượng nội dung cao, vừa đạt được những hiệu ứng sau phát sóng đáng nể. Nữ diễn viên hot nhất màn ảnh đã có con 3 tuổi, bí mật phim giả tình thật với bạn diễn kém 12 tuổi. Mặc Vũ Vân Giang là một trong những bộ phim cổ trang hot nhất màn ảnh Hoa ngữ trong năm 2024. Thành công của tác phẩm giúp Ngô Cẩn Ngôn vực dậy tên tuổi, trở thành nữ diễn viên nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Gần đây, trên mạng xã hội Weibo lan truyền rầm rộ thông tin, Ngô Cẩn Ngôn đã bí mật kết hôn và sinh con. Cha của em bé được cho là nam diễn viên Hồng Nghiêu. Năm 2019, cặp sao từng lộ ảnh hẹn hò, thậm chí chung sống với nhau. Sau đó, Ngô Cẩn Ngôn gây bàn tán khi không đóng phim hơn 2 năm rưỡi. Do đó, dân tình nghi ngờ người đẹp Diên Hy công lực tạm dừng sự nghiệp trong thời gian đó vì lý do gia đình. Không chỉ vậy, một nguồn tin khác còn khẳng định, con của Ngô Cẩn Ngôn năm nay đã 3 tuổi, cô hiện nuôi con nhỏ một mình và đã chia tay bạn trai cũ. Gần đây, nữ diễn viên và bạn diễn kém 12 tuổi là Vương Tinh Việt đã nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong Mặt Vũ Vân Giang. Cặp sao đang bí mật hẹn hò vì sợ điều tiếng từ công chúng. Sau khi tin đời tư của Ngô Cẩn Ngôn gây xôn xao mạng xã hội, biên kịch Vàng Vu Chính, ông chủ công ty quản lý của nữ diễn viên và Vương Tinh Việt đã lên tiếng bác bỏ. Ngô Cẩn Ngôn và Vương Tinh Việt không phải người yêu, họ chỉ là chị em thân thiết trong nghề, đề nghị mọi người không gán ghép cặp đôi linh tinh để tránh gây ra những tin đồn không hay. Về việc kết hôn và sinh con của Ngô Cẩn Ngôn, khi nào chuyện tốt đẹp đó xảy ra, chúng tôi sẽ công khai, không vấn đề gì phải giấu giếm khán giả. Tôi xin khẳng định một lần nữa, Ngô Cẩn Ngôn chưa kết hôn và càng không có con, Vu Chính cho biết. Ngô Cẩn Ngôn sinh năm 1990, cô nổi tiếng khắp châu Á với vai diễn Ngụy Anh Lạc trong bộ phim Cung Đấu Diên Hy Công Lược. Sau đó, cô đảm nhận vai nữ chính trong loạt dự án Hạo Lan Truyện, Em Là Hạnh Phúc Của Anh, Hạnh Phúc Vẫn Sẽ Đến Gõ Cửa, Thanh Xuân Sáng Thế Kỷ, Nữ Hoàng Mặc Cả, Thượng Thực, Gia Truyền. Tuy nhiên, Ngô Cẩn Ngôn bị chê diễn kém, là hố đen của tác phẩm, người đẹp bị xếp vào nhóm minh tinh diễn dở nhất Trung Quốc, cùng Angelababy. Do đó, tài nguyên nghệ thuật của cô từng có giai đoạn chạm đáy, không được ai mời đóng phim. Về đời tư, Ngô Cẩn Ngôn vướng tin đồn hẹn hò nam diễn viên Hồng Niêu nhiều năm qua, họ từng bị bắt gặp cùng du lịch ở đảo Bali, Indonesia. Cư dân mạng cũng nhận ra, cặp sao thường mặc đồ đôi, dùng phụ kiện giống nhau. Theo truyền thông Trung Quốc, Ngô Cẩn Ngôn và nam diễn viên đóng vai hòa thân, nảy sinh tình cảm khi hợp tác chung trong Diên Hy Công Lược. Sức hút đàn kiện thứ hơn cả Hứa Khải, Đặng Vi, Đàm Tùng Vận. Từ đầu năm đến nay, màn ảnh Hoa ngữ chứng kiến sự trở lại của không ít ngôi sao, trong đó, nhiều dự án được đầu tư lớn, đã giúp danh tiếng của họ tăng mạnh, bất chấp tình tiết của phim gặp nhiều ồn ào. Theo thống kê của truyền thông Trung Quốc, 12 nghệ sĩ Hoa ngữ tăng fan hâm mộ trên Weibo nhiều nhất trong tháng 7 vừa qua, có những cái tên quen thuộc như Dương Tử, Hứa Khải, Đàn Kiện Thứ. Trong đó, người gây bất ngờ nhất là Đàn Kiện Thứ. Anh dẫn đầu loạt ngôi sao tên tuổi với 758.000 fan hâm mộ. Theo sau tài tử này là Trương Lăng Hách với 544.000 fan hâm mộ. Riêng tài tử Đặng Vi có 515.000 fan hâm mộ.
Hứa Khải cũng là một trong những sao nam có lượng fan hâm mộ tăng mạnh, với 512.000 fan. Ngoài ra, một số sao nữ Hoa ngữ có lượng fan hâm mộ tăng tốt, có thể kể đến Triệu Kim Mạch với 359.000 fan hâm mộ, Đàm Tùng Vận tăng 305.000 fan hâm mộ, riêng Dương Tử và Lưu Diệc Phi có mức tăng fan hâm mộ chưa cao, cả hai ngôi sao này tăng mỗi người hơn 200.000 fan hâm mộ. Theo lý giải của truyền thông Trung Quốc, việc những cái tên như Đàn Kiện Thứ tăng lượng fan hâm mộ đông đảo vì anh mới nổi bật trong thời gian trở lại đây, nhất là thời điểm anh đóng Trường Tương Tư. Trước đó, danh tiếng và sức hút của sao nam không quá cao, nên khi gây ấn tượng ở một dự án đầu tư lớn như Trường Tương Tư, nam tài tử này được hưởng lợi không ít. Trong khi đó, với Hứa Khải, việc tăng hơn nửa triệu fan hâm mộ cũng có nguyên do, tài tử 9X này thời gian qua có nhiều tiến bộ trong diễn xuất, đặc biệt, các vai diễn tổng tài của anh chiếm nhiều tình cảm của khán giả, vậy nên, việc Hứa Khải tăng fan hâm mộ chóng mặt là điều không khó hiểu. Riêng các sao nữ như Đàm Tùng Vận, Dương Tử hay Lưu Diệc Phi, họ đã có danh tiếng và lượng fan trung thành, vậy nên, tỷ lệ tăng thêm lượng fan mới của các sao nữ này không nhiều so với những cái tên mới nổi sau này. Phim cũ của Thành Nghị ghi danh lịch sử sau một năm lên sóng. Năm 2023, bộ phim cổ trang Liên Hoa Lâu do Thành Nghị đóng chính lên sóng, đã nhận được hưởng ứng nhiệt liệt từ khán giả, trở thành hắc mã của năm, sự nghiệp của Thành Nghị từ đó cũng vươn lên tầm cao mới, danh tiếng và tài nguyên đều thăng hạng thấy rõ. Theo ghi nhận mới đây nhất từ EQG, Liên Hoa Lâu đã được chứng nhận là bộ phim đầu tiên và duy nhất trên nền tảng này, đạt thống trị top 1 bảng xếp hạng 6 tháng trong danh sách tổng. Liên Hoa Lâu được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Võ Hiệp cùng tên của tác giả Đằng Bình, chính thức lên sóng từ tháng 7 năm 2023, thời gian đầu khi dự án được khởi động và chuẩn bị lên kệ, đến chính nhà sản xuất cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng vào phim, song sự thật đã chứng minh, Liên Hoa Lâu không chỉ thành công, mà khả năng chạy đường dài của phim cũng cực kỳ tốt, với hơn 20 lần chiếu đài tính đến lúc này, bao gồm cả đài trung ương lẫn địa phương như CCTV1, CCTV8, CCTV11, CCTV3, Thiểm Tây. Đồng thời, Liên Hoa Lâu còn nằm trong top 3 phim Hoa ngữ có điểm đu ban vượt mốc 8.0, cùng trên 500.000 lượt đánh giá vào năm 2023. Tất cả đều là những dấu ấn vô cùng ấn tượng, ít có bộ phim cổ trang nào đạt được ở thời điểm hiện tại. Liên Hoa Lâu có được thành công như vậy, ngoài xuất phát từ yếu tố kịch bản hấp dẫn, với những câu chuyện chốn giang hồ ly kỳ, kỹ xảo phim đẹp mắt, chỉnh chu, phần thể hiện của các diễn viên, đặc biệt là nam chủ Thành Nghị, cũng góp công lớn. Được biết, để mang lại những thước phim chân thực nhất, Thành Nghị đã tự mình thực hiện hết toàn bộ các cảnh đánh võ trong phim, mà không nhờ tới diễn viên đóng thế. Sự kinh nghiệm này của gà cưng Hoang Thụy, quả thực rất đáng được khen ngợi. Con nai vàng ngơ ngác của màn ảnh Hoa ngữ. Thời điểm hiện tại, chương trình Khuê Nữ Nhà Tôi đang thu hút khá nhiều sự chú ý, với sự tham gia của các khách mời nổi tiếng, một trong số đó là mỹ nhân mới nổi Lưu Dục Hiểu. Mới đây, người bạn thân lâu năm của nữ diễn viên là Đinh Vũ Đồng đã tiết lộ những câu chuyện đời thường thú vị của Lưu Dục Hiểu. Cụ thể, Lưu Dục Hiểu từng bắt tàu hỏa sang London để thăm Đinh Vũ Đồng trong thời gian cô du học tại Anh. Tuy nhiên, cô lại không hỏi địa chỉ cụ thể, lúc bạn gọi cũng chẳng nghe máy. Cũng bởi vậy, Đinh Vũ Đồng không còn cách nào khác ngoài việc ra ga tàu chờ mòn mỏi như mẹ đợi con đi học về. Một lần khác, Lưu Dục Hiểu đã hớ hên khi quên kéo khóa túi lúc đi tàu điện ngầm và lọt vào tầm ngắm của một tên trộm. Trong khi cô nàng vẫn ngơ ngác chưa biết chuyện gì, thì Đinh Vũ Đồng đã nhanh chóng ôm chầm lấy người bạn thân, khiến cho tên trộm không thể không rút lui. Về phần Lưu Dục Hiểu, cô nhìn bạn một cách kỳ lạ và hỏi, sao tự dưng chị lại ôm em vậy? Khi Đinh Vũ Đồng chia sẻ câu chuyện này trên chương trình Khuê Nữ Nhà Tôi, Lưu Dục Hiểu đã vô cùng ngượng ngùng. Tuy nhiên rõ ràng, đây là những khoảnh khắc vô tri, nhưng rất đáng yêu, khiến khán giả có thêm rất nhiều thiện cảm đối với cô nàng. Nhiều người cảm thấy thú vị, khi nàng Thượng Quan Thiển đầy tâm cơ trong Vân Chi Vũ, hóa ra lại được đảm nhận bởi một mỹ nhân con nai vàng ngơ ngác. Bình luận của netizen về Lưu Dục Hiểu, hóa ra vai thực dược là về lại bản chất, còn Thượng Quan Thiển chính là bùng nổ diễn xuất đúng không? Vậy mà vào vai Thượng Quan Thiển nguy hiểm thực sự luôn, bùng nổ diễn xuất, ha ha, chả có cái clip hỏi điện thoại đâu, trong khi điện thoại đang cầm trên tay còn gì, bảo sao thấy nhỏ chơi với ai, thì người ta cũng bật chế độ gà mẹ. Video đến đây là hết, hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.